Trong tuần, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Đại tá Tạ Văn Đẹp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hơn 4.000 văn bản triển khai, thực hiện quyết liệt đồng bộ công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024 và các ngày lễ lớn của đảng và dân tộc. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, không để bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, 100% tin báo tố giác về tội phạm được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương.